khai trương trung tâm phụ sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Đây là một trong những trung tâm trọng điểm của tập đoàn y khoa TMMC Healthcare trong chiến lược phát triển các đơn vị kỹ thuật cao, dịch vụ chất lượng với giá cả phù hợp. Trung tâm cung cấp đầy đủ các dịch vụ sản và phụ khoa bao gồm chẩn đoán trước sinh, chăm sóc thai kỳ trước, trong và sau khi sinh và các dịch vụ thăm khám, tầm soát và chữa trị các bệnh lý về phụ khoa. Với đội ngũ y bác sĩ có trình độ, kinh nghiệm lâu năm, tận tâm và sự đầu tư sâu rộng về trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến, Trung tâm phụ sản đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu tại Đà Nẵng và miền Trung. Để việc chăm sóc thai kỳ được toàn diện và sát sao hơn, Trung tâm phụ sản đã triển khai các chương trình chăm sóc thai sản trọn gói hay sinh trọn gói, kèm theo đó là nhiều ưu đãi trong dịp năm mới, giảm 5% toàn bộ gói, tặng voucher trị giá 1 triệu đồng vào các ngày thứ sáu hạnh phúc từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2015. Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng, 64 Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 05113679555. Hân hạnh phục vụ quý khách hàng. Xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn, một phiên bản mới của chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng từ năm 2014 do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Cánh Cung Media phối hợp thực hiện với sự cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Khác với phiên bản năm 2014, Bác sĩ của bạn sẽ hướng tới mục tiêu tư vấn sức khỏe sắc đẹp dành cho cộng đồng thông qua cuộc trò chuyện với một chuyên gia y tế uy tín và từ đó cung cấp cho khán giả những thông tin cô đọng, xúc tích và hữu ích. Hạnh phúc của một gia đình thường được khởi đầu bằng tình yêu của hai vợ chồng và gắn kết bởi những đứa con. Ngày nay, các cặp vợ chồng khi quyết định có thêm thành viên mới thường có sự chuẩn bị chu đáo để đứa con sinh ra được khỏe mạnh và thông minh. Thấu hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ đó, chương trình Các bác sĩ của bạn hôm nay sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề chăm sóc thai sản nhằm cung cấp cho các bà mẹ những kiến thức bổ ích trong hành trình thiêng liêng này. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện với vị khách mời hôm nay, chúng ta hãy cùng hướng mắt lại màn hình để theo dõi những con số ngay sau đây. Bạn có biết, mỗi ngày trên thế giới có 1.500 phụ nữ bị tử vong do các biến chứng trong lúc mang thai và khi sinh. Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, 36,8% phụ nữ mang thai tại Việt Nam thiếu máu, gần 40% trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi với con số 3,7 triệu trong năm 2004, xảy ra trong khoảng 28 ngày đầu sau khi sinh, trong đó 3/4 bị tử vong vào khoảng thời gian 7 ngày đầu. Ước tính có khoảng 25-45% số trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh xảy ra trong ngày đầu mới lọt lòng mẹ. Sự phát triển toàn diện của trẻ chủ yếu phụ thuộc vào giai đoạn đầu đời, đặc biệt là trong 1.000 ngày kể từ khi bắt đầu hình thành thai nhi. Phải nói ngay từ đầu rằng những người phụ nữ Việt Nam, những người vốn giàu lòng thương yêu con mà đôi khi quên mất cả bản thân mình và coi nhẹ việc chăm sóc thai sản trong quá trình mang thai. Chính vì thế, các bà ông bố, bà mẹ thường hay nhăm đến các cơ sở dịch vụ y tế có dịch vụ siêu âm 4 chiều để chụp ảnh con, xem con xấu đẹp, trai gái hay khỏe mạnh thế nào. Nhưng mà không để ý đến những kiến thức cần thiết để thực hiện một mong ước mẹ tròn con vuông. Để có một thế hệ con cháu có hình thể, thể lực và trí tuệ thông minh, thì các dịch vụ y tế tư nhân cũng như các cái hoạt động y tế cộng đồng đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc thai sản dành cho các bà bầu. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện đại thì đôi lúc các bà mẹ cũng vô tình là không tuân thủ nghiêm chỉnh những y lệnh vốn giản tiện nhưng vô cùng hiệu quả. Và như vậy, chăm sóc thai sản hợp lý và khoa học là như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với cuộc trò chuyện của vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Thị Mận, bác sĩ chuyên khoa 1 đến từ Trung tâm Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Xin chào bác sĩ Mận. Chào Khả Lục. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ Mận, thì như Lương Khả Lục đã nói, tức là những đứa con nó sẽ là một cái điểm khởi đầu cho hạnh phúc của gia đình. Và khởi đầu của câu chuyện ngày hôm nay, Lục muốn trao đổi với bác sĩ về cái thời điểm để tạo ra cái sự gắn kết chặt chẽ đó. Vậy thì theo bác sĩ, thì thời điểm nào là thời điểm mang thai tốt nhất dành cho những người phụ nữ? Thời điểm mà mang thai dành cho phụ nữ là tốt nhất á, thường là cái độ tuổi là từ 20 đến 30 tuổi. Đó là cái khoảng thời gian mà người mẹ có sức khỏe, sức trẻ và những cái ông bố bà mẹ là trong cái độ tuổi là đã chín muồi để chuẩn bị cho một cái cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh cái tuổi mẹ còn có những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình mang thai cũng như là sinh nở,
ví dụ như về điều kiện kinh tế, cũng giống như là cái tinh thần của người mẹ, tình trạng sức khỏe của mẹ và những cái sinh hoạt, cái lối sống của người mẹ trong cái giai đoạn mà trước khi mang thai và trong khi mang thai. Chính vì vậy mà tốt hơn hết để chuẩn bị cho cái hành trang mang thai và sinh con thì người mẹ nên có những cái kiến thức cơ bản thông qua cái việc thăm khám định kỳ để được bác sĩ tư vấn, cũng giống như là chỉ định những cái phương pháp điều trị cụ thể trong cái quá trình chăm sóc thai sản của mình. Nói đến chăm sóc thai sản thì theo con nghĩ rằng là vấn đề đầu tiên phải là chăm sóc cho bà mẹ. Bởi vì mẹ tốt thì nuôi con khỏe. Thì theo bác sĩ thì cái quan niệm đó đúng hay sai? Cũng một phần đúng, nhưng mà chưa đủ. Bên cạnh cái sức khỏe của người mẹ thì cần phải theo dõi để mà chăm sóc cái sức khỏe của con, cũng như là cần những cái hành trang trước khi bước vào cái cuộc chuyển dạ sinh con. Cụ thể là cần phải khám thai định kỳ để mà phát hiện sớm những cái bệnh lý của mẹ và con, cũng như là tầm soát những cái dị tật của thai nhi. Từ đó bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên về cái chế độ dinh dưỡng cũng như là sinh hoạt trong cái thai kỳ. Đồng thời là qua cái thăm khám như vậy, nếu như mà phát hiện được những cái bệnh lý mà điều trị được, những cái bất thường dị tật mà khắc phục được thì có cái hướng điều trị sớm. Cũng như là những cái tư vấn cho những cái dị tật bẩm sinh nặng nề. Nội dung của cái chăm sóc thai sản thì rất là rộng, nó xoay quanh cái vấn đề sức khỏe mẹ và con trong cái quá trình mang thai cho đến cái cuộc chuyển dạ. Tuy nhiên chúng ta tập trung vào những cái vấn đề chính như là tuân thủ khám thai định kỳ, cũng giống như là quan tâm đến những cái hướng dẫn chỉ định của bác sĩ, thực hiện đúng những cái hướng dẫn đó, cũng đồng thời là tìm hiểu những cái kiến thức, chuẩn bị những cái hành trang cần thiết để mà cái quá trình thai kỳ được diễn ra trong an toàn, như là cái cuộc chuyển dạ sinh được tốt đẹp, sinh ra một đứa con khỏe mạnh bình thường. Quả thật để chuẩn bị đón thêm một thành viên mới thì có rất nhiều vấn đề mà cần phải quan tâm và lo lắng. Và đặc biệt với những người phụ nữ sinh con lần đầu thì lo lắng lại càng tăng lên gấp bội. Thì thưa bác sĩ có thể cho biết được rằng lúc nào thì người phụ nữ mang thai bắt đầu đi khám thai và cái các lịch khám thai của họ sẽ được phân chia như thế nào? Vâng, thường cái người phụ nữ mang thai á, họ sẽ bắt đầu đi gặp bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ sản khoa đó, khi mà có cái dấu hiệu nghi ngờ là mình mang thai. Trong cái lần khám đầu tiên đó, họ sẽ xác được bác sĩ là xác định xem có thai chưa, và cái tình trạng của thai là đã vào tử cung chưa, số lượng thai bao nhiêu và có cái dấu hiệu đồng thai gì không. Rồi sau đó bác sĩ sẽ có những cái tư vấn cơ bản về cái chế độ dinh dưỡng cũng như là chế độ thuốc men tiếp theo, và sẽ đặt lịch hẹn tiếp theo cho cái lần khám thai tới, thường là rơi vào cái thời gian mà thai bắt đầu có tim thai. Phôi thai, tim thai đầy đủ là cái lúc từ khoảng 6 đến 7 tuần. Sau đó bệnh nhân vẫn được khám thai định kỳ hàng tháng, tuy nhiên rơi vào những cái giai đoạn quan trọng, ví dụ như là giai đoạn 12 tuần, giai đoạn 22 tuần, 32 tuần, 36, 38 tuần. Vì sao lại rơi vào những cái trường hợp, những cái giai đoạn như vậy? Tại vì cái giai đoạn 12 tuần, 22 tuần, 32 tuần, bên cạnh thăm khám cho người mẹ, tình trạng của thai, còn làm một số những cái xét nghiệm, cái kỹ thuật để mà tầm soát dị tật thai nhi. Đồng thời từ lúc mà những cái tháng cuối của thai đó, thì cái lịch khám thai sẽ dài hơn, thường là 2 tuần một lần, để mà theo dõi cái sự phát triển của thai có cân đối hay không, có cần bổ sung thêm cái gì hay không, phát hiện ra cái tình trạng nhau ối bất thường, cũng giống như là có những cái tư vấn hợp lý. Và đặc biệt cái giai đoạn mà thai đủ 38 tuần, có thể là chưa có dấu hiệu chuyển dạ, thì sẽ được chờ đợi cho đến khoảng 41 tuần rưỡi. Nhưng mà cái lịch khám thai sẽ dài hơn, có thể là hàng tuần hoặc là vài ngày, tùy theo cái tình trạng mẹ và thai lúc đó.
Lịch khám thai cơ bản là như vậy, nhưng mà có một số trường hợp cụ thể nếu như mà phát hiện những cái bất thường hoặc là những cái dấu hiệu cần theo dõi dưới cái sự giám sát của bác sĩ thì bác sĩ sẽ có cái lịch hẹn cụ thể đối với từng trường hợp. Theo cái chia sẻ của bác sĩ thì cái việc khám thai cũng như là cái sự vai trò của người thầy thuốc trong cái quá trình mang thai của người phụ nữ rất là quan trọng và luôn luôn thường trực trong cái suốt quá trình đó. Nhưng mà theo một thực tế mà Lộc cảm nhận được thì hiện nay đặc biệt là những người phụ nữ ở nông thôn thì họ vẫn không ít những người phụ nữ họ còn giữ quan niệm cũ là và họ coi rằng là việc mang thai không nhất thiết phải đến thăm khám. Thì theo bác sĩ cái quan niệm đó có đúng hay là sai? Có thể là họ có cái lý do của họ, nhưng mà với cái thời đại ngày nay, cái tình trạng mà nguy cơ về cái thai sản là cao hơn do cái ảnh hưởng của môi trường, cũng giống như là về cái số lượng sinh con trong một gia đình không có nhiều như trước đây, thành ra cái mong muốn được một có cái thai kỳ an toàn, sinh ra những cái đứa con khỏe mạnh là rất là cao đối với mỗi ông bố bà mẹ. Chính vì vậy không có tham gia khám thai thì và không có tham gia cái chăm sóc tiền sản thì khó lòng mà có những cái phát hiện được những cái bất thường trong thai kỳ để mà điều trị kịp thời. Nếu như mà trước đây á thì mình cũng nghe mẹ kể rằng là có thai mình á thì mẹ cũng chỉ đi khám thai ở trạm một hai lần gì đó thôi cho đến ngày sinh thì vẫn sinh ra hoàn toàn bình thường khỏe mạnh. Nhưng mà và hiện tại đây hàng xóm của mình cũng có một số người là khi mình thấy cái bầu của họ to lên rồi mình có hỏi thăm thì mới biết rằng là họ cũng không có tham gia cái chăm sóc mà cũng như là quản lý cái thai nghén. Nhưng mà theo như bản thân mình thì mình sẽ dành cho những cái người đó những lời khuyên rằng là có thể cái việc khám thai là làm mất thời gian của chúng ta và mất một số cái chi phí nhất định, nhưng mà đó là cần thiết để mà làm cho cái thai kỳ của mình được tròn vẹn hơn, diễn ra trong an toàn. Có những cái bệnh lý cần thiết khi mà phát hiện sớm thì điều trị rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu như mà mình không biết thì để lại cái di chứng và cái hậu quả rất là nặng nề. Đến lúc đó thì cái vất vả và cái bất hạnh tăng lên rất là nhiều. Chính vì vậy mà mình cũng thường xuyên là khuyên và nhắc nhủ mọi người là nên tham gia khám thai cũng như là chăm sóc tiền sản cho tổ. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên màn hình. Chúng ta sẽ lắng nghe một vài ý kiến của một số phụ nữ mang thai về việc khám thai. Lần này tôi đi khám thai lần thứ 8. Con quan tâm đến cân nặng của con với lại các chỉ số của con, chiều cao, cân nặng với lại nói chung các chỉ số của con. Tôi cũng cập nhật một số kiến thức từ bạn bè trên báo chí hoặc là trên những trang mạng, và hầu như là cũng nói hỏi ý kiến về bác sĩ, những kiến thức mình đã có thì bác sĩ sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn. Thai nhi khỏe mạnh là có các đầy đủ các chỉ số bình thường và đi khám là bác sĩ nói là vẫn bình thường chứ không có cái dấu hiệu gì. Một trong những nội dung mà các bà mẹ thường hay lo lắng đó là việc tầm soát dị tật thai nhi trong quá trình mang thai. Thì như vậy bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này. Tầm soát dị tật thai nhi là cái chủ đề mà các bà mẹ ngày nay rất là quan tâm, tức là phát hiện về những cái bất thường của thai trong cái giai đoạn bào thai để có cái hướng xử trí kịp thời. Cái quá trình tầm soát thai nhi được diễn ra trong suốt cái thai kỳ, ngay từ khi mà phôi thai mới hình thành, bắt đầu có tim thai thì sẽ được tầm soát về bệnh lý thalassemia thông qua xét nghiệm máu mẹ. Sau đó trong quý 1 sẽ được tầm soát thông qua cái đo độ mờ da gáy và xét nghiệm Doppler test. Nếu bỏ qua cái giai đoạn xét nghiệm Doppler test sẽ được tầm soát vào cái giai đoạn 16 đến 18 tuần thông qua cái xét nghiệm Triple test. Và đến cái giai đoạn 20, từ 20 đến 24 tuần sẽ được khảo sát siêu âm 4D, khảo sát về hình thái thai nhi để phát hiện những cái bất thường tại các cái cơ quan.
Và có thể là làm lại khảo sát vú đê một lần nữa vào cái giai đoạn 32 tuần để mà phát hiện những cái bất thường mà chưa nhìn thấy rõ ở cái lần trước. Bên cạnh cái quy trình cơ bản như vậy, nếu một số trường hợp mà qua cái việc tầm soát quý 1, quý 2 có những nghi ngờ thì sẽ có những cái chỉ định, những cái thủ thuật như là sinh thiết gai nhau cái giai đoạn từ 11 đến 13 tuần và chọc ối trong cái giai đoạn từ 16 đến 18 tuần để tìm ra những cái bất thường cụ thể, đặc biệt liên quan tới bất thường nhiễm sắc thể. Yeah. Vậy thì theo bác sĩ thì cái việc tầm soát dị tật thai nhi là tất cả các bà mẹ mang thai đều phải thực hiện hay là mình chỉ áp dụng cho một số đối tượng nhất định? Cái dị tật thai nhi là không có trừ một ai. Nói tóm lại là tất cả những cái bà mẹ mang thai đều có nguy cơ có thai bị dị tật. Chính vì vậy mà cái việc tầm soát đó nên được làm thường quy ở tất cả các thai phụ. Tuy nhiên có một cái số đối tượng mà có nguy cơ cao thì cũng càng phải tầm soát chặt chẽ và kỹ càng hơn. Thì những cái đối tượng đó như là người mẹ mang thai lớn tuổi, thường người ta thấy là trên 35 tuổi, những cái thai phụ mà có cái tiền sử là sảy thai, thai lưu liên tiếp trong những cái lần trước, những cái thai phụ mà trong gia đình họ hoặc là của người chồng trong dòng họ đó đã có những cái trường hợp có cái bằng chứng là có người bị dị tật bẩm sinh, những cái thai phụ sống trong cái môi trường dễ bị nhiễm chất độc hoặc là những cái siêu vi ảnh hưởng gây dị tật thai nhi trong 3 tháng đầu như là rubella, thủy đậu, toxoplasma, cytomegalovirus và hoặc là herpes. Và những cái cặp mà vợ chồng kết hôn cần huyết thống thì tất cả những cái đối tượng đó cần phải được tầm soát sâu sát hơn. Một trong những cái phương pháp phổ biến khi nói đến tầm soát dị tật thai nhi đó là siêu âm, và ngày nay các ông bố bà mẹ cũng hay lựa chọn phương pháp này. Thì vậy thì theo bác sĩ, ngoài cái việc tầm soát dị tật thai nhi thì siêu âm có vai trò như thế nào trong việc chăm sóc thai sản? Siêu âm có một cái vai trò quan trọng, nói nhà bên cạnh cái việc khám thai để mà phát hiện cái tình trạng của mẹ, làm một số xét nghiệm. Khi mà cho siêu âm thai thì ngoài cái việc tầm soát dị tật thai nhi thì còn là khảo sát cái tình trạng của thai, các phần phụ của thai như là nhau, ối. Bên cạnh đó là phát hiện những cái dấu hiệu của cái dọa sinh non về cái việc là đo chiều dài cổ tử cung của mẹ. Nói tóm lại là hiện nay cái siêu âm là một cái kỹ thuật mà không xâm nhập, chính vì vậy mà thường được cái sự đồng ý và là cái mong muốn của bệnh nhân khi mà thực hiện. Bác sĩ vừa nhắc tới những bệnh lý đối với người mẹ trong quá trình mang thai, thì cụ thể hơn thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái bệnh lý thường gặp mà người mẹ khi mang thai mắc phải. Vâng, trong cái thời gian mang thai thì cái sức khỏe của người mẹ, hay còn nói là cái sức đề kháng đó, bị giảm đi. Thành ra cái khả năng mà bị những cái bệnh phối hợp kèm theo, đồng thời cái thay đổi nội tiết trong thai kỳ cũng là cái nguyên nhân dẫn đến một số bệnh lý. Những cái bệnh lý kèm của người mẹ liên quan tới thai như là bệnh lý viêm nhiễm, viêm nhiễm những cái siêu vi trong 3 tháng đầu, viêm nhiễm tại cơ quan sinh dục, âm đạo, cổ tử cung, cũng như là bệnh lý viêm nhiễm toàn thân, bệnh lý về tim mạch như là hở van tim, hẹp van tim, những cái bệnh lý về phổi như là hen suyễn, đặc biệt là cái bệnh lý về đái tháo đường trong thai kỳ, cũng giống như là bệnh lý nhiễm độc thai nghén trong cái giai đoạn cuối của cái thời gian mang thai. Bên cạnh đó còn một cái dấu hiệu mà người ta thường gọi là dấu hiệu nôn nghén hơn là bệnh nôn nghén. Cái dấu hiệu đó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề sức khỏe của người mẹ trong thai kỳ.
Vậy thì cụ thể với những bệnh lý mà bác sĩ vừa nêu thì chúng ta có những cái dấu hiệu nhận biết nào đó mà thể giúp cho những thai phụ của chúng ta có thể là sớm nhận biết và sớm đặt lịch hẹn với bác sĩ thay vì phải đến lịch như lịch khám thai? Có những cái dấu hiệu mà thai phụ có thể tự theo dõi để gặp bác sĩ sớm hơn so với cái lịch hẹn định kỳ. Thứ nhất là đau bụng. Bản thân phụ nữ mang thai không có phân biệt được cái dấu hiệu đau bụng đó có liên quan tới cái cơn go tử cung hay không, thì tốt hơn hết là nên đi khám để bác sĩ xác định. Cái thứ hai là ra dịch âm đạo bất thường, có thể là ra máu, ra cái nước giống như là nước tiểu, ra cái lượng dịch nhiều, có mùi hôi, có màu bất thường, có thể là báo hiệu cho một cái viêm nhiễm phụ khoa hoặc là một cái dọa sinh non hoặc là một cái dọa sảy thai. Chính vì vậy mà cũng cần phải đi gặp bác sĩ. Về cái trạng thái của người mẹ thì có thể là thay đổi cái vị giác ăn, nhưng mà nếu chán ăn quá hoặc là thèm ăn quá, đặc biệt là thèm ăn đồ ngọt, thì cũng nên đi gặp bác sĩ để được tư vấn và chẩn đoán một cái số bệnh lý liên quan, ví dụ như có thể là cái dấu hiệu nhận biết của đái tháo đường khi mà thèm ăn ngọt hoặc là chán ăn là cái dấu hiệu của cái nôn nghẹn quá độ, thì cần phải được phát hiện và điều chỉnh kịp thời. Ngoài ra những cái dấu hiệu từ theo dõi như là thai máy, nếu như mà một ngày nào đó mà thai máy ít đi hoặc là nhiều lên rất là nhiều lần thì cũng cái dấu hiệu báo cho người mẹ biết rằng là thai đang gặp về cái vấn đề sức khỏe. Ngoài ra là người mẹ cần phải đi gặp bác sĩ ngay khi có những cái dấu hiệu là tức ngực, khó thở, đau đầu, mờ mắt, hoa mắt, chóng mặt. Đó là những cái dấu hiệu báo cho người mẹ biết cái tiền triều của bệnh lý tim mạch cũng như là bệnh lý về phổi và liên quan tới cái bệnh lý nhiễm độc thai nghén trong cái giai đoạn cuối của thai kỳ. Quả thật thì có rất là nhiều khó khăn cũng như các nguy cơ về bệnh lý trong cái giai đoạn người phụ nữ mang thai. Và thưa bác sĩ, thì trong những cái bệnh lý đó thì nó với khi mà người mẹ mắc bệnh thì có ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề của thai nhi? Như Lục đã nói đấy, thì mẹ khỏe thì con mới khỏe. Điều đó là tất yếu. Khi mà người mẹ khỏe thì mới đủ cái sức khỏe đảm bảo thì mới chăm sóc cái thai kỳ tốt hơn. Cũng như là những cái bệnh lý của mẹ là ảnh hưởng trực tiếp tới cái sức khỏe của bào thai. Dù như khi mà mẹ nhiễm những cái siêu vi gây dị tật thai nhi, đặc biệt là trong 3 tháng đầu như rubella, thủy đậu, cúm. Cái thứ hai, những cái bệnh lý viêm nhiễm của người mẹ, viêm nhiễm âm đạo cổ tử cung sẽ dễ làm gây sảy thai trong giai đoạn sớm cũng như là sinh non trong hoặc là vỡ ối non trong cái giai đoạn gần đủ tháng. Bên cạnh đó có một cái số bệnh lý như là bệnh lý đái tháo đường trong thai kỳ, bệnh viêm gan, nhiễm siêu vi viêm gan B đó cũng ảnh hưởng tới đứa trẻ. Không những trong thai kỳ mà sau khi mang thai, minh họa như là với cái trường hợp mà mẹ đái tháo đường trong thai kỳ, nếu như mà không được phát hiện sớm và kiểm soát cái đường máu của mẹ thì có những cái nguy cơ như là dễ gây sảy thai, thai chết lưu hoặc là làm cho thai phát triển to, sẽ gây khó cho cái cuộc chuyển dạ. Và bên cạnh đó khi mà đứa trẻ ra đời thì có những cái dấu như là hạ đường huyết, tăng bilirubin máu gây vàng da, cũng như là cái nguy cơ mà sau này khi đứa trẻ lớn lên sẽ dễ mắc cái bệnh chuyển hóa và bệnh đái tháo đường sau đó. Ngoài ra mình muốn lưu ý đến cái nhiễm siêu vi viêm gan B thì không có ảnh hưởng trực tiếp đến người con, nhưng mà cái nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con thì rất là cao nếu như mà cái thể cái con virus đó đang hoạt động trong người mẹ. Chính vì vậy mà ở bệnh viện đa khoa tâm trí chúng tôi lúc nào trong cái quá trình theo sát thai kỳ cũng có kiểm tra để xem người mẹ có nhiễm siêu vi viêm gan B hay không. Nếu trong cái xét nghiệm
mà có HBsAg dương tính có nghĩa là có nhiễm siêu vi, và có HBeAg dương tính có nghĩa là cái thể đó đang hoạt động, thì chúng tôi thường tư vấn cho bệnh nhân để cho bệnh nhân là không có lo lắng sợ hãi, đợi đến ngày sinh chúng tôi sẽ là hướng dẫn và chuẩn bị để cho khi em bé vừa ra đời thì sẽ được dự phòng bởi hai mũi, thứ nhất là mũi kháng thể và thứ hai là mũi vaccine sớm nhất cho em bé trong 24 giờ đầu nhằm phòng nhiễm siêu vi từ mẹ sang con. Bên cạnh đó, cái giai đoạn hậu sản thì các bác sĩ chúng tôi cũng hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách cho bú mẹ, cách mẹ chăm con, vệ sinh cho con như thế nào để mà tránh lây nhiễm trong cái lúc mà em bé chưa tự tạo ra kháng thể. Theo bác sĩ thì người phụ nữ mang thai sẽ đối diện với những tâm lý như thế nào, và cái những cái tâm lý đó nó ảnh hưởng như thế nào đến thai phụ? Những cái tâm lý thường gặp của phụ nữ mang thai là thay đổi tùy theo cái giai đoạn của thai kỳ. Thường thì vào giai đoạn đầu lúc mà mới biết mang thai thì có những cái tâm lý, cái cảm xúc trái ngược nhau, vui mừng, hạnh phúc. Bên cạnh đó là có những lo lắng, đôi khi là sợ hãi với những cái ba mẹ mà gọi là có thai ngoài kế hoạch. Bên cạnh đó, cái trạng thái lo âu, muốn biết về cái tình trạng đứa con của mình có an toàn không, như thế nào, thì cũng gây xáo trộn cái tâm lý cho người mẹ. Đi qua cái quý 1 đến quý 2, khi mà em bé đã tường hình, phát triển đầy đủ, cái nguy cơ mà sảy thai nó không có còn nhiều thì bà mẹ tạm thời rất là yên tâm, ổn định về tâm lý hơn. Tuy nhiên lại đối diện với một cái thực tế là ví dụ như trong cái quá trình tầm soát dị tật con họ có cái bất thường gì đó thì họ rất là sợ hãi và lo âu. Khi đó cần một cái người bác sĩ để mà tư vấn cho họ, để cho họ biết cái cách vượt qua cũng giống như là điều tiết cái trạng thái tâm lý của mình. Vào giai đoạn cuối của thai kỳ, chuẩn bị cho cái việc sinh nở, người mẹ lại có những cái trạng thái xúc cảm như là hồi hộp chờ đợi cái đứa con ra đời bằng xương bằng thịt. Bên cạnh đó là cái cảm giác là lo lắng, sợ đau, đau của cuộc chuyển dạ, cũng như là cái sau đó là mình sẽ chăm sóc con như thế nào, nói chung là rất là xáo trộn. Tuy nhiên, ngày nay thì cái vấn đề mà chăm sóc tiền sản được chuẩn bị rất là kỹ, và thường cái bác sĩ đồng hành với, sẽ có một cái bác sĩ đồng hành với thai phụ để mà theo dõi, tư vấn và có những cái cách để mà bình chỉnh cái trạng thái tâm lý đó cho được, được ổn định hơn. Tại vì khi mà rối loạn một cái cảm xúc cho dù vui quá hay buồn quá đều ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ, và thông qua đó cũng ảnh hưởng tới cái tình trạng phát triển của con. Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Mận, bác sĩ chuyên khoa 1 đến từ Trung tâm Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng về chủ đề chăm sóc thai sản, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn phóng sự ngay sau đây giới thiệu về một trong những dịch vụ đang được rất nhiều các bà bầu thời hiện đại quan tâm. Đó là dịch vụ chăm sóc thai sản trọn gói. Đây là một trong những dịch vụ lần đầu tiên được triển khai tại thành phố Đà Nẵng. Con cái là lộc trời, bởi vậy có con là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tất cả các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, đi liền với niềm hạnh phúc đó có biết bao nhiêu lo lắng, mối bận tâm về sự phát triển của thai kỳ cũng như giai đoạn sinh em bé sau này. Chị Ngô Thị Thùy Linh, ngụ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, mang thai lần đầu đã không đắn đo khi cùng chồng lựa chọn dịch vụ chăm sóc thai sản tại Trung tâm Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Được tư vấn của các bác sĩ trung tâm, chị đã đăng ký gói thai sản trọn gói từ những ngày đầu của thai kỳ. Theo đó, chị được thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm để chắc chắn thai đã vào buồng tử cung và được quản lý cả quá trình mang thai, chăm sóc từ khi biết có thai cho đến lúc sau khi sinh một tháng. Sinh đứa con đầu lòng, tôi và gia đình rất muốn dành cho con những gì tốt nhất. Từ khi biết có thai, tôi đã đến tư vấn các bác sĩ tại đây và quyết định ký hợp đồng mua gói quản lý thai sản từ khi thai bắt đầu cho đến khi sinh em bé. Tại đây chúng tôi có thể thỏa mãn được những kỳ vọng của gia đình. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng về sự lựa chọn của mình. Như chị Linh, các bà mẹ khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại trung tâm sản phụ này, ngoài việc đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé, các bà bầu còn được hưởng những quyền lợi như miễn phí khám và tư vấn cho lần đầu đến khám, chọn bác sĩ theo dõi trong suốt thời kỳ theo dõi thai sản,
được theo dõi và nhắc nhở lịch khám với bác sĩ phụ trách, tham dự các lớp học tiền sản theo lịch trình và tiêu chuẩn của bệnh viện, tặng hoa sau khi sinh và khi rời bệnh viện, miễn xe đưa rước khi xuất viện về nhà trong vòng bán kính 10 km. Nữ hộ sinh đến tận nhà và hướng dẫn cách tắm bé, cho bé bú và tư vấn dinh dưỡng cho mẹ và bé. Chính vì những lý do đó, Trung tâm Phụ sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng, một trong những thành viên uy tín của tập đoàn y khoa TMMC Healthcare, là một trong những điểm đến quen thuộc và uy tín tại Đà Nẵng, được các bà bầu truyền miệng nhau khi mang thai. Với một đội ngũ bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, giàu năng lực và tâm huyết, cùng với các trang thiết bị hiện đại, chúng tôi tin tưởng rằng Trung tâm Phụ sản của Bệnh viện Tâm trí ngày càng phát triển, đáp ứng với sự tin yêu của đông đảo khách hàng. Thưa bác sĩ, ăn uống khi mang thai đó là cả một vấn đề, một nghệ thuật, bởi vì mình phải cân đối làm sao để hạn chế ốm ngán, đồng thời phải điều chỉnh trong những giai đoạn sau này. Thì bác sĩ có thể tư vấn cho những người phụ nữ đang mang thai một cái chế độ ăn uống phù hợp. Về cái chế độ ăn uống cho thai phụ trong thai kỳ thì rất là được quan tâm. Cũng nói chung lại, cái chế độ ăn trong cái giai đoạn mang thai thì có khác hơn so với trước mang thai. Tại vì chúng ta là phải ăn để khỏe cho mẹ và có cái nguồn để mà nuôi con. Chính vì vậy khẩu phần ăn là bên cạnh đủ những cái chất còn tăng về cái số lượng khẩu phần theo cái thai kỳ. Như Lục biết đấy, trong cái giai đoạn ốm nghén của 3 tháng đầu á, thì cái vấn đề ăn thì rất là khó khăn. Tuy nhiên cũng không có gì mà lo lắng quá, tại vì lúc này thai đang còn nhỏ, chủ yếu sống và dựa vào cái nội tiết của người mẹ hơn là cái cần thiết của cái nguồn dinh dưỡng. Chính vì vậy mà mẹ có thể là ăn để mà đảm bảo sức khỏe của mình, chứ không nên là quá cố để mà ăn nhiều. Như vậy sẽ làm cho cái trạng thái chán ăn ngày càng gia tăng hơn và khó chịu hơn cho người mẹ. Tuy nhiên trong cái giai đoạn mà giữa 3 tháng giữa thì cần phải tăng dần cái khẩu phần ăn, đặc biệt là sau cái thời gian mà 24-25 tuần khi mà bắt đầu thai nhi phát triển về cái trọng lượng. Trong giai đoạn cuối của thai kỳ, bên cạnh cái vấn đề là thai nhi đòi hỏi nhiều cái năng lượng từ người mẹ, nguồn dinh dưỡng từ người mẹ, thì đi với cái trạng thái là thai to lên, chèn ép dạ dày nên cái vấn đề ăn uống cũng rất là khó. Thành ra cái chế độ ăn cũng phải thích hợp, lưu ý như là chia nhỏ cái bữa ăn ra và ăn những cái chất mà dễ tiêu, dễ hấp thu, tránh gây đầy bụng, đầy hơi, khó chịu cho người mẹ. Có một cái vấn đề mà mình cũng muốn lưu tâm đối với tất cả những cái bà mẹ mang thai, đó là cái môi trường sống và cái an toàn thực phẩm trong cái thời đại ngày nay. Bây giờ mình cũng không có đảm bảo chắc rằng cái nguồn thực phẩm của mình mua về để chế biến cho gia đình là có được an toàn hay không. Chính vì vậy mà trong cái thai kỳ, người mẹ phải đặc biệt lưu tâm mua ở những cái nơi mà có uy tín và được kiểm soát cái chất lượng cũng như là cái yếu tố độc hại ở trong cái nguồn thực phẩm. Nội dung nữa mà cũng ảnh hưởng khá là sâu đến cái thai nhi cũng như sản phụ, đó là việc chủng ngừa. Thì theo bác sĩ thì khi bà phụ nữ mang thai thì người ta cần chủng ngừa những căn bệnh nào và chủng ngừa ở những giai đoạn nào? Rất là tinh tế khi mà hỏi cái câu hỏi này, tại vì như Khả Lục biết đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cái nguy hiểm của bệnh lý trong thai kỳ nó không ảnh hưởng tới một mình người mẹ mà nó ảnh hưởng tới người con, ảnh hưởng tới cái tương lai của con mình. Chính vì vậy mà việc chủng ngừa được đặt ra. Trước giờ thì người ta cũng có quan tâm nhưng mà không quan tâm lắm. Mình cũng muốn nhận mạnh vấn đề này, tại vì bây giờ cái nguy cơ mà diễn ra trong thai kỳ cũng như là cái dị tật thai nhi nó ngày càng tăng, mà có những bệnh là mình phòng được, tại sao lại không chủng ngừa? Không những chủng ngừa trong lúc mang thai mà chủng ngừa trước cả khi mang thai. Ví dụ như một cái số bệnh như là rubella, thủy đậu, thì mình có thể chủng ngừa trước mang thai, tại vì khi mà bà mẹ mà nhiễm
trong cái 3 tháng đầu của thai nghén, giống cũng như là sau cái giai đoạn mà khi thai lớn, trước khi sinh, ngay trong khi sinh với thủy đậu thì sẽ rất là nguy hiểm, có thể là gây dị tật thai nhi, gây ra những cái hội chứng thủy đậu bẩm sinh cho trẻ, hoặc là thủy đậu toàn phát cho trẻ sau sinh, và cái nguy hiểm tử vong chu sinh rất là cao. Bên cạnh đó, những cái bệnh như là viêm gan B mình có thể chủng ngừa được, chủng ngừa trước khi mang thai, và thường là tính toán sau đó để mà sau khi chủng ngừa 3 mũi là mình có thể là lên kế hoạch mang thai, vì thường người ta thống kê là sau 3 mũi thì bắt đầu có kháng thể. Còn những cái bệnh mà có thể chủng ngừa được trong cái giai đoạn mang thai, xưa nay được nhắc đến là ủ ván đấy. Người ta sợ rằng là ủ ván sơ sinh nếu như mà ba mẹ mang thai không được chủng ngừa. Bên cạnh đó lưu ý là có một cái bệnh là cúm. Cúm là chủng mùa hàng năm. Một mũi tiêm như vậy á, là không phải là miễn dịch suốt đời. Mình cần phải nhắc lại hàng năm như vậy. Tuy nhiên có thể tiêm được trong cái giai đoạn mang thai, nếu như mà trước khi mang thai hoặc trong cái giai đoạn mình quá trình mang thai mà rơi vào cái mùa đông xuân, cái mùa mà thường bùng phát cái dịch cúm đó, thì mình có thể là chủng ngừa. Tại vì nhiễm cúm không những là ảnh hưởng tới cái sức khỏe mẹ, làm cho mẹ mệt mỏi, chán ăn, mất sức khỏe, mà còn ảnh hưởng trực tiếp là đôi khi gây dị tật thai nhi trong 3 tháng đầu. Đó là những cái lưu ý về chủng ngừa mà mình muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả ở đây cũng như là Khả Lục. Và tôi nghĩ rằng tất cả quý vị đã có được những thông tin hữu ích cần thiết cho hành trình vượt cạn thành công của mình. Để trao đổi hoặc là có những thắc mắc muốn gửi về chương trình, xin mời quý vị hãy truy cập vào website www.bacsicuaban.net, hoặc tốt nhất là mỗi thai phụ nên tìm kiếm cho mình một bác sĩ phù hợp để theo giúp trong quá trình mang thai. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Mận, bác sĩ chuyên khoa 1 đến từ Trung tâm Phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Khả Lục, cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội đến đây để được trò chuyện, trao đổi những cái thông tin, những cái kinh nghiệm của bản thân đến với khán giả. Cảm ơn tất cả cái sự lắng nghe của quý vị, và mình mong rằng từ những cái thông tin này giúp cho quý vị có được những cái thông tin cần thiết để mà chuẩn bị cho cái quá trình mang thai, cũng như là chăm sóc thai sản cho bản thân mình cũng như là cho người thân. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Mận, bác sĩ chuyên khoa 1 đến từ Trung tâm Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng, hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị, đặc biệt là những người phụ nữ đang mang thai hoặc sắp sửa mang thai. Và quý vị đừng quên theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh DRT2 và 15:30 chiều thứ hai tuần kế tiếp trên kênh DRT1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Cánh Cung Media phối hợp thực hiện với sự cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Xin chào và hẹn gặp lại! Khai trương Trung tâm Phụ sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Đây là một trong những trung tâm trọng điểm của tập đoàn y khoa TMMC Healthcare trong chiến lược phát triển các đơn vị kỹ thuật cao, dịch vụ chất lượng với giá cả phù hợp. Trung tâm cung cấp đầy đủ các dịch vụ sản và phụ khoa bao gồm chẩn đoán trước sinh, chăm sóc thai kỳ trước, trong và sau khi sinh và các dịch vụ thăm khám, tầm soát và chữa trị các bệnh lý về phụ khoa. Với đội ngũ y bác sĩ có trình độ, kinh nghiệm lâu năm, tận tâm và sự đầu tư sâu rộng về trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến, Trung tâm Phụ sản đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu tại Đà Nẵng và miền Trung. Để việc chăm sóc thai kỳ được toàn diện và sát sao hơn, Trung tâm Phụ sản đã triển khai các chương trình chăm sóc thai sản trọn gói hay sinh trọn gói, kèm theo đó là nhiều ưu đãi trong dịp năm mới, giảm 5% toàn bộ gói, tặng voucher trị giá 1 triệu đồng vào các ngày thứ 6 hạnh phúc từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2015. Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng, 64 Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 05113 679555. Hân hạnh phục vụ quý khách hàng.